các thông qua đỉnh đầu, nó vào trong cơ thể của chúng ta, nó phản ứng. Cái năng lượng đó ở trong cơ thể của chúng ta nó sẽ tương tác với nhau, nó phản ứng và nó cho chúng ta một cái năng lực để quản trị được một cái tỉnh mà chúng ta đang làm tỉnh. Nếu trong cuộc đời chúng ta chưa bao giờ có mục tiêu là tôi cần phải có 1 tỷ thì vũ trụ chưa bao giờ gửi cho bạn cái năng lượng đó. Thì cái năng lượng vũ trụ này nó sẽ đi qua đỉnh đầu chúng ta và nó mã hóa ở trong cơ thể chúng ta, nó phản ứng và nó cho chúng ta một cái năng lực để có khả năng có được một tiền đó. Cho nên chúng ta muốn có tiền phải có mục tiêu. Mục tiêu chính là gieo hạt vào trong cấp độ tâm trí. Các bạn có thể thấy những cái người mà không có mục tiêu về tiền bạc sẽ không bao giờ có. Cái điều này các bạn có thể quan sát rất rõ từ một người chủ doanh nghiệp và một cái người ở dưới quê. Cái người chủ doanh nghiệp họ có hài báo lớn không? Những cái người mà rất là giàu có, các bạn có thể so sánh một người rất là giàu có và một người không có gì. Thì cái người giàu có, một câu chuyện họ nói ra cũng là mục tiêu. Một cái hơi thở họ phát ra cũng là mục tiêu. Và mình từng chơi với những người thành công, họ nói Nguyễn, cái xe này đẹp ghê, mày coi giá nó bao nhiêu tiền. Ok, để em sợ coi giá đâu nhiên. Mình nói, cái đó 35 tỷ. Không được, thôi, được á. Chắc là 3 tháng nữa phải tao mua chiếc đó. Đó có phải mục tiêu không? Thì tức là chúng ta dám lý ở trong đầu, thì chúng ta đã phát ra cái năng lượng là tao muốn có một chiếc xe 35 tỷ đó. Và vũ trụ sẽ gửi về cho chúng ta một cái năng lượng thông qua đỉnh đầu chúng ta. Và nó phản ứng, nó cho chúng ta cái khả năng. Lúc đó trong cơ thể chúng ta mặc nhiên nó có một khả năng để kiếm được 35 tỷ mua chiếc xe đó. Cho nên nếu chúng ta không suy nghĩ, nếu chúng ta không gieo một cái hạt mục tiêu xuống thì chúng ta không có gì xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ lớn, chúng ta phải luôn có nhiều cái mục tiêu trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có mục tiêu không có gì cả. Thì ở đây chúng ta đang đi, tức là giống như thầy Gác Ngô nói, kiếm tiền nó đơn giản giống như chúng ta hít vào một hơi thở. Tức là mỗi một ngày chúng ta đều phát năng lượng là vũ trụ ơi, tôi muốn có một cái biệt thự, vũ trụ tôi muốn có một chiếc xe Mercedes GLS 500. Chúng ta càng rõ càng tốt, tức là cái mục tiêu đó chúng ta mã hóa càng rõ càng tốt. Nếu mà nhà thì nhà gì, ở đâu, các bạn phải tưởng tượng nó rõ giống như thật. Nó có hồ bơi, nó có gara đậu xe, nó có phòng ngủ. Và đôi khi các bạn phải tưởng tượng là các bạn đang ở trong cái căn phòng ngủ nó y như thật. Các bạn cảm nhận cái hơi máy lạnh nó phà xuống con người của mình. Thì thật sự lúc đó vũ trụ cho chúng ta cái năng lượng để chúng ta có khả năng để sở hữu nó. Cho nên nếu chúng ta không gieo xuống thì chúng ta không có gì xảy ra. Cho nên mục tiêu chính là cách để chúng ta có được tất cả những gì chúng ta muốn. Các bạn không tin vào điều này thì các bạn sẽ không thể nào giàu có được. Tại vì chúng ta không thể dùng cơ bắp để kiếm tiền. Khi mà mình đi học những cái tư duy, những cái kỹ năng ở nhà trường thì mình đang dùng cơ bắp để kiếm tiền. Bây giờ các bạn phải đi làm bằng chân tay. Một người bác sĩ phải vào trong bệnh viện, phải phẫu thuật, phải mổ từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, tăng ca từ 12 giờ tới 1 giờ. Đó tức là đang dùng cơ bắp để kiếm tiền. Và cái nguồn thu nhập đó bị thu hẹp. Một anh kỹ sư một ngày có thể vẽ được 2-3 công trình, 3 cái nhà. Anh tăng ca tới 12 giờ có thể vẽ được 4 cái nhà và cái thu nhập của nó tăng lên, tuy nhiên vẫn bị giới hạn. Tất cả cái nguồn thu nhập mà dùng kỹ năng thì đều bị giới hạn. Và đây, chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta phải vận dụng não bộ ở cấp độ tư duy. Và ở cấp độ các bạn thấy khi mà những cái người mà họ thành công được, họ làm việc giống như bây giờ mình đang rèn được cái phương pháp làm việc mà chỉ ngồi nhắm mắt để làm việc. Bây giờ mình không phải đi dùng, các bạn có thể lại hỏi vợ mình ở dưới, từ lâu lắm rồi mình không còn làm việc chi tiết nữa, mình đến công ty để là có mặt thôi. Hầu như mình đến công ty mình không phải làm bất cứ một việc gì, và chưa mấy năm nay mình không phải động bất cứ một cái việc gì trong công ty của mình. Từ cái việc xử lý cái gì đó thì mình đều phân quyền cho nhân viên làm hết. Và thỉnh thoảng mình đi uống cà phê và mình ngồi mình tĩnh lặng một chút để mình thiết lập mục tiêu ở trong tâm trí của mình. Mình ngồi mình nhắm mắt như thế này. Có khi mình đóng cửa phòng mỗi ngày và mình ngồi trên cái ghế, mình nhắm mắt trong khoảng 30 phút mỗi ngày. Nhắm mắt đó để làm gì? Để mình tưởng tượng về công ty trong tương lai của mình. Tại vì mình tưởng tượng cái công ty trong tương lai của mình nó lớn hơn công ty hiện tại. Và mình đang học cái phương pháp để vận hành công ty mà có tới 1.000 nhân viên, 2.000 nhân viên, 3.000 nhân viên. Mình phải suy nghĩ, 1.000 nhân viên đó mình phải điều hành nó như thế nào, mình phải vận hành nó như thế nào, qua đây gặp thằng này mình phải làm như thế nào. Tức là mình đang tưởng tượng cái phương
điều hành công ty của mình ở trong tâm trí của mình. Và có thể là sau 5 năm tới, tức là khi mà mình đang rèn được cái điều đó thì trong cơ thể mình có sẵn. Khi mình rèn được, tức là vũ trụ nó sẽ gửi cho mình một cái năng lượng để nó hoàn thiện cơ thể mình. Chúng ta càng suy nghĩ nhiều thì trong cơ thể chúng ta càng hoàn thiện cái kỹ năng đó. Và nếu như bạn không suy nghĩ thì không có chuyện gì xảy ra. Cho nên chúng ta không cần phải chung cơ để kiếm tiền. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại ở cấp độ thiền, ở cấp độ tưởng tượng để chúng ta vận hành doanh nghiệp của mình. Và các bạn có thể thấy bây giờ cái doanh nghiệp của mình trong tương lai nó có cả hàng vài ngàn nhân viên ở đó, thậm chí vài chục ngàn nhân viên. Mình đã làm nó sáng tỏ ra và mình đang điều hành trong tâm trí từng phòng ban, từng cách kiếm tiền mình đã điều hành được đó rồi. Và trong cơ thể mình đã có năng lực để điều hành những cái gì đó rồi. Thật sự bây giờ trong cơ thể mình đã có khả năng đó rồi. Và chắc chắn sẽ có ở trong tương lai. Tức là có ở trong đầu trước thì có trên tay. Chúng ta muốn có 1 tỷ thì chúng ta phải gieo cái hạt trong tâm trí trước. Các bạn muốn có nhà, muốn có xe thì các bạn cần phải in ra cái bản mục tiêu rất rõ ràng. Tôi muốn có bao nhiêu tiền, tôi muốn có bao nhiêu nhà, tôi muốn có bao nhiêu chiếc xe. Mình mới thiết lập là cái mục tiêu của mình, mình có khoảng 12-15 chiếc xe. Chiếc xe hơi mở toàn là xe đẹp. Thì mình đã vẽ ra và đang tương tự để mình sẽ có được tất cả nó. Thì mình phải có ở trong tâm trí trước thì mình sẽ có ở ngoài. Kể cả công ty của mình bây giờ mình chưa chắc là sau 5 năm tới nó sẽ như thế nào, nhưng ở trong tâm trí của mình sau 5 năm tới thì mình đang điều hành công ty của mình tới cả hàng vài trăm chi nhánh trên toàn đất nước này. Và tới vài chục ngàn nhân viên mình sẽ điều hành được. Và bây giờ mình đã có khả năng đó. Thì đó chính là cái hạt mà chúng ta đã gieo xuống. Đó là những cái mà chúng ta đã gửi lên vũ trụ. Nếu chút nữa cuối thời gian và còn thời gian, mình sẽ cho các bạn xem một cái video, cái quá trình mà khi mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta gửi lên một cái năng lượng lên vũ trụ. Và chúng ta sẽ được xem cái quy trình mà vũ trụ gửi của chúng ta một cái năng lượng. Thì mình có cái video đó. Nếu cuối giờ có thời gian mình sẽ cho các anh chị xem. Và nó vào cái đỉnh đầu chúng ta đó, nó thanh lọc cơ thể chúng ta, nó phản ứng hợp để chúng ta có cái năng lực từ bên trong nội lực của chúng ta. Tức nó làm cho chúng ta có cái năng lực từ bên trong thông qua cái việc chúng ta suy nghĩ. Cho nên chúng ta từ hôm nay chúng ta sẽ phải thiết lập mục tiêu về tiền. Con của mình khi mà mình mới đẻ nó ra thì lúc đó mình rất là nhẹ bế tắc, nhưng mà mình vẫn mong muốn là con của mình sau này phải được ăn học đàng hoàng, phải được học trường quốc tế. Cho dù lúc mình mới sinh ra thì nó đã gặp những khó khăn, nhưng mà mình vẫn thiết lập cái mục tiêu như vậy. Và bây giờ con của mình nó phải học đàng hoàng, con mình phải được nó phải được sướng, nó phải được đúng những gì mình đã đưa ra. Công ty cũng thế, về tất cả mọi thứ, cái mục tiêu cá nhân của mình thì mình đều phải nghĩ lớn. Chúng ta cần phải nghĩ lớn và chúng ta cần phải luôn có mục tiêu này. Và đặc biệt là chúng ta phải tin vào nó. Tại vì nếu mà chúng ta không tin thì cái sóng này nó yếu. Nếu mà chúng ta thiếu niềm tin thì cái sóng này nó phát ra rất là hờ. Cái sóng này nó hoạt động một cách rất là bình thường. Ví dụ như bây giờ chị Hoài đi, chị Hoài mục tiêu là cuối năm nay Hoài phải có một cái biệt thự 5 sao ở Phú Mỹ Hưng. Ra mục tiêu như thế, xong mình hỏi cuối năm nay có tin chắc rằng sẽ có cái biệt thự không? Hoài nói ồ đưa cho vui thế thôi, như dễ gì mà đạt. Tức là cái đó là như thế nào? Thiếu niềm tin. Nếu mà chúng ta đưa ra mục tiêu mà không có sự tin tưởng vào nó không có chuyện gì xảy ra. Tại vì tất cả suy nghĩ của chúng ta thì vũ trụ đều đọc được. Khi mà chúng ta không tin vào cái việc đó thì vũ trụ nói thật là nó không có tin, nó không có khả năng, thì chúng ta không thể nào mà gửi cái năng lượng đó tới vũ trụ mà nếu mà chúng ta không tin. Cho nên chúng ta phải thiết lập cái niềm tin. Cái niềm tin bằng thứ nhất chúng ta phải trải nghiệm, thứ hai là chúng ta phải trau dồi những kỹ năng, cái thứ ba là chúng ta phải dùng cái tôn giáo của chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Có những người tin vào Phật, có những người tin vào Chúa, có những người tin vào tổ tiên sẽ phù hộ cho mình. Và các bạn cần phải có cái niềm tin mãnh liệt. Tại vì chỉ có niềm tin thì mới cái yêu cầu chúng ta mới gửi được tới vũ trụ. Nếu mà thiếu niềm tin thì sống tới đây là hết. Cho nên các bạn có thể thấy một nhân viên đi xin việc mà không tự tin chúng ta có biết không? Nhìn vào mặt biết ngay. Nhưng một đứa nhân viên nó tự tin chúng ta biết không? Tại vì nó chưa cần nói gì hết, trong con người nó phát ra cái năng lượng tự tin. Mình nhìn thấy bắt đầu cái thằng này rất tự tin, thằng này có năng lực. Người khác đọc chúng ta cũng giống như vũ trụ đọc chúng ta. Cho nên con người chúng ta là vũ trụ nhìn xuyên thấu. Bất cứ chúng ta chứa cái gì trong cơ thể chúng ta thì vũ trụ biết hết. Và theo cái quy luật hấp dẫn thì chúng ta phát ra cái gì thì vũ trụ cho cái đó. Chúng ta phát ra tiền thì chúng ta có tiền. Cho nên
ở đây là chúng ta là doanh nhân chưa hẳn. Cái mục đích của chúng ta, cái mục tiêu của chúng ta trong doanh nghiệp chúng ta mở công ty ra là để kiếm tiền, mở công ty ra để có được cái lợi nhuận từ cái dịch vụ chúng ta làm. Tất cả những người ra làm kinh doanh thì mục tiêu đầu tiên là phải kiếm tiền, kiếm tiền bằng cái việc mà trao giá trị. Ví dụ như chúng ta làm về sức khỏe thì chúng ta mục tiêu đầu tiên vẫn là kiếm tiền thông qua cái việc chúng ta đi giúp cho họ có sức khỏe. Tất cả mọi ngành nghề kinh doanh thì mục tiêu đầu tiên là đoạn tiền, cho nên chúng ta không có ngại ngần để đưa cho chúng ta những cái mục tiêu lớn. Bây giờ chúng ta phải về nhà để chúng ta in cho mình những cái mục tiêu thành một cuốn như thế này. Chúng ta cần cái gì, chúng ta cần bao nhiêu tiền, chúng ta cần bao nhiêu nhà, chúng ta cần bao nhiêu xe, chúng ta in xong chúng ta thành một cuốn, nó cuốn mục tiêu. Và hàng ngày chúng ta để trên bàn để chúng ta xem là cái mục tiêu chúng ta. Và các bạn biết khi mà mình nhìn vào, tức là cái mục tiêu của mình còn để trên màn hình máy tính luôn. Khi mình làm việc á, các bạn có thể thấy lâu mình còn ngồi máy tính làm việc. Nhưng mà mình chẳng làm cái gì hết mà nhìn cái mục tiêu. Tức là cái màn hình mình để slide nó chạy qua. Và rất nhiều mục tiêu nó chạy qua màn hình máy tính và mình cứ ngồi chăm chú vào. Thì cái mục tiêu của mình cài đặt là cứ 15 giây thì nó sẽ ra một cái mục tiêu. Nó slide nó chạy đó. Cứ 15 giây nó chạy ra một cái. Và các bạn biết cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Tại vì cái mục tiêu đó mình làm rất đẹp. Nhà của mình là toàn hồ bơi, toàn biệt thự, toàn xe một rất là xa, nó chạy trước mặt mình. Tức là mình lúc đó mình ngồi mình cứ cười một mình, trời ơi đẹp quá, hạnh phúc quá, tôi thích cái điều này, tôi rất là thích căn nhà này, tôi rất là thích cái xe này. Mình nhìn mình ngắm cái mục tiêu của mình thôi, và trong con người mình nó tạo ra cảm xúc thật. Thì các bạn biết lúc đó chính là lúc ở mình ở cấp độ thiền, mình ngồi một mình mà mình cười, trời ơi cái nhà đẹp quá. Và trong cái mục tiêu đó mình có một tòa nhà là 50 tầng rồi. Trong cái bản mục tiêu của mình còn có thêm một cái tòa nhà 50 tầng. Mình hình dung rõ chỗ nào là phòng ăn của nhân viên của mình, chỗ này là phòng gì mình đã hình dung rõ ràng ở trong tâm trí của mình. Và những lúc mình nhìn vào mục tiêu rồi thấy màn hình nó cứ chạy qua slide qua, thì cái cảm xúc của mình lúc đó ở trong con người mình nó có một cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Và mình biết chắc chắn rằng mình tin vào cái điều đó, và lúc đó mình phát ra một cách rất là mạnh mẽ. Và mình biết chắc chắn là vũ trụ động lực và vũ trụ đều ngược cho mình cái năng lượng để hoàn thiện bản thân. Thì cái việc của chúng ta tư duy chính là cách để chúng ta nhận được cái năng lượng để hoàn thiện bản thân. Vũ trụ sẽ cho chúng ta cái năng lượng để chúng ta hoàn thiện, và đó là cách chúng ta gieo tiền trong tâm trí. Mục tiêu chính là gieo tiền trong tâm trí. Cho nên các bạn đừng ngại ngần để in cho mình những cuốn mục tiêu, có thể là trong con đường đi du học Mỹ, có thể là ngồi trên chiếc xe hơi, đường nào cũng cái xe hơi thì kiếm chiếc đẹp đẹp. Thay mình đi vai ốc thì đi hẳn chiếc mẹ đi. Thấy chưa? Tại vì vũ trụ nó hiểu. Nó không có hiểu là xe vai ốc này xe mẹ thì chúng ta hãy vẽ cái xe đẹp một chút. Đang nào cũng ở nhà thay vì ở cái nhà cấp 4, chúng ta ở sự biệt thự đi. Được. Và trong cái bản mục tiêu mình toàn nhà đẹp rồi. Hồ bơi là hồ bơi ở nhìn rất là đẹp, long lanh luôn. Và mình có rất là nhiều nhà. Vũng Tàu có này, Đà Lạt có này, ở Củ Chi có này, ở quận 7 có, ở quận 2 có. Nó rất là nhiều những cái tòa nhà nữa. Và cứ chạy qua thì mình trong người lại dâng trào cái cảm xúc hạnh phúc. Còn mình có những lúc mình nhập tâm ra đúng như thật luôn. Tức là mình nhập tâm vào cái mục tiêu của mình giống như thật. Và lúc đó năng lượng của mình nó phát ra ngoài vũ trụ, phát ra. Thì mình cảm thấy tự mình cho mình một cảm xúc hạnh phúc. Tự mình cho mình một cảm xúc thành công. Và mình đang tự thôi miên chính mình. Mình tự thôi miên chính mình. Trước đây mình đi Hà Nội là mình săn vé máy bay Vietjet. Nhưng sau này mình hiểu nguyên lý này, mình không đi săn vé rẻ đâu. Từ ngày đó mình toàn đi thương gia. Mình đi vé bay thương gia để làm gì? Mình lên trên khoang thương gia mình ngồi. Các bạn thấy mình nhìn ở trên khoang thương gia, nhưng mà mình đi nhiều nó quen đó. Là mình biết cái giờ nào là cái chuyến 787. Ở Việt Nam Airlines nó một cái chiếc máy bay là Boeing 787. Chiếc 787 là cái chiếc hiện đại nhất của Việt Nam Airlines. Và tất cả những người thành công thì họ đều biết cái điều đó và họ chỉ có đi chiếc đó thôi. Còn những cái chiếc ở chuyến khác nó nhỏ chút và nhìn nó chán lắm. Thì cái chuyến 787 là mình biết giờ nó đi về như thế nào luôn. Và mình đi là mình chỉ đi chiếc 787. Và lên trên đó mình tận dụng một cái học nhận của một cái. Và tự mình cho phép, ôi tao cũng là người thành công rồi. Tự mình thôi miên mình, tự mình cho mình một cái cảm giác tôi là người thành công. Tôi đang ngồi với những người rất rất thành công. Và lúc đó năng lượng của mình nó rất là tuyệt vời. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và nó đã gửi ra vũ trụ. Vũ trụ, cái thằng này nó thích hạnh phúc à? Thằng này nó thích thành công à? Thằng này nó thích phớt lai à? Ok, ta cho mày cái điều đó. Và
nó gửi cho mình rất nhiều cái năng lượng đó. Và tự nhiên trong cơ thể mình nó hình thành một cái năng lượng. Trong cơ thể mình mặc nhiên nó có cái năng lượng để sở hữu cái điều đó. Thì đó, mục tiêu đó chính là chúng ta đang gieo hạt tình ở trong tâm trí của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có mục tiêu cho hành vi lớn. Đây là cách gieo. Tuy nhiên, cái gì nó cũng có đúng và có cái sai. Và bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn cái mà chúng ta sai lầm khi mà chúng ta cũng gieo nhưng mà chúng ta gieo sai. Mình đã trải qua và mình đã nhận được những bài học rất đau thương. Các anh chị có muốn mình sẽ được nhìn thấy cái điều đó không? Muốn. Tức là khi mà chúng ta gieo sai thì chúng ta sẽ bị lấy tất cả mọi thứ. Cũng cái này. Nhưng mà chỉ cần trong tâm trí chúng ta làm sai thì chúng ta sẽ bị mất hết. Thì cái đó chính là cái sự trân trọng này. Cái sự trân trọng này, cái sự biết ơn này. Biết ơn tức là biết ơn những gì đang có. Chúng ta hãy cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có. Chúng ta hãy biết ơn với những gì đang có. Từ đó chúng ta phải biết đón nhận. Thì nếu mà chúng ta không đón nhận thì chúng ta sẽ bị lấy đi hết. Cho nên trong cuộc đời chúng ta, bất cứ ai tặng quà cho chúng ta thì chúng ta phải biết đón nhận. Và các bạn có thể thấy cái sai lầm ở đây trong gieo tiền đó chính là các bạn thờ ơ với tiền. Các bạn nào có mắc sai lầm thờ ơ với tiền chứ? Tức là ở đây chúng ta đang phát ra cái năng lượng thờ ơ với tiền trong vũ trụ quyết. Điển hình là bây giờ các bạn có thể đi về nhà các bạn, ở dưới gầm giường nhà các bạn có tờ 2.000 gì đó 3 tháng nay. Ở dưới gầm giường nhà chúng ta có một tờ tiền nằm gì đó 3 tháng nay. Hoặc là ở trong một cái kệ nhà chúng ta có một tờ 500 đồng một năm nay. Nó nhăn nhúm nó nằm ở góc đó. Và thậm chí nó bị dơ, nó bị bẩn và nó nằm ở góc đó mấy tháng này, mấy năm này. Nhưng mà bất cứ khi nào các bạn đi qua thì các bạn cảm thấy bình thường, tiền bình thường. Và các bạn không yêu quý cái tờ 500 đồng. Các bạn cảm thấy cái tờ 500 đồng là cái tờ bình thường. Thì vô tình các bạn đang gửi vào cái vũ trụ là vũ trụ nó thấy, nó đọc được suy nghĩ ta, nó ôm mẹ cái thằng này, nó thấy tiền mà cứ thở ơ. Cái thằng này nó thấy tiền mà nó chẳng có cảm xúc gì cả. Cái thằng này không thích tiền, thôi khỏi cho nó tiền. Anh chị hiểu không? Những cái sai lầm và tiền này. Và cái sai lầm nữa là trong công ty của chúng ta nhận những cái hợp đồng lớn quen, bây giờ thấy hợp đồng nhỏ không làm. Anh chị hiểu không? Chúng ta từng ký hợp đồng và tiền tỷ rồi, bây giờ phải vài chục triệu, những khách hàng này có vài chục triệu thôi, không làm. Tức là chúng ta không đón nhận, chúng ta lại chê. Thực sự biết những cái hành động là chúng ta đang chê tiền. Chê tiền. Và nếu mà chúng ta vi phạm cái việc chê tiền là chúng ta sẽ lấy đi tất cả. Nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ chúng ta chê tài sản, chúng ta chê chiếc xe của chúng ta chê cái nhà của chúng ta chê tiền, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ bị lấy đi. Vì chúng ta không biết ơn, thì chúng ta không trân trọng nó và chúng ta không biết ơn. Thế cho nên tiền lẻ hay là khách hàng nhỏ, khách hàng to không cần biết. Khách hàng đấy các bạn không tiếp, các bạn đuổi khách hàng về, tức là các bạn không đón nhận. Nếu mà chúng ta có một khách hàng đến chúng ta mà chúng ta đuổi họ đi, thì vũ trụ nó hiểu rằng thằng này không thích khách, thôi khỏi chờ họ nữa, nó không cần khách, lấy đi hết. Và công ty nó trước sau cũng phá sản. Nếu mà chúng ta phát được cái năng lượng tiền hay xe cũng vậy, chúng ta phải yêu nó. Tức là bây giờ mình đã học cái cảm giác đó, tiền của mình là mình phải trân trọng nó từng phút từng giây. Lúc nào thấy tiền cũng thích, thấy một tờ 1.000 mình quay xe lại mình dừng mình lấy được 1.000 đó, ở trong cái trạng thái đó tôi rất là thích tiền. Lúc nào mình cũng nhìn thấy tiền là mình cảm thấy rất là thích, để mình gửi ra cái năng lượng của chủ đó. Đó là tôi rất thích tiền. Tức là ở trong tâm trí mình cần phải cài đặt cái hạt ở bên trong, và mình luôn gieo ở một cách tự động, đó là tôi yêu tiền, tôi thích tiền, tôi yêu tiền, tôi thích tiền. Thậm chí các bạn nhìn một căn nhà ai đó rất đẹp, các bạn hay có cảm xúc. Thông thường chúng ta tiếp theo một cái vi phạm, một cái sai lầm chúng ta nữa là chúng ta có tính ganh tị ích kỷ. Ví dụ như nhà chúng ta xấu, chúng ta qua bên nhà ông này cho thấy nhà đẹp quá, nhưng mà chúng ta đem cái lòng ganh tị, chúng ta không công nhận. Chúng ta vào trong căn nhà của chị này rất đẹp, cái gì cũng lung linh hết, nhưng mà chúng ta sinh lòng ích kỷ, ganh tị, và chúng ta không cảm nhận cái vẻ đẹp của căn nhà đó.
và chúng ta không có muốn có cái nhà đó, và chúng ta đang vô tình phát ra cái năng lượng ích kỷ là ta không cần cái nhà này, thì vô tình chúng ta sẽ không có nhà. Và cho nên chúng ta học cách để yêu những căn nhà đẹp, học cách để yêu tiền, học cách để yêu tất cả mọi thứ, thì là chúng ta đang gieo trong tâm trí chúng ta một hạt tiền. Còn một cái sai lầm tiếp theo, một loạt cái sai lầm tiếp theo trong vấn đề tiền, đó là chúng ta gieo tiền bằng một cái niềm tin tiêu cực, bằng cái hành động tiêu cực. Và tất cả hầu hết chúng ta đã gặp trong quá khứ, tức là chúng ta bị tức là chúng ta hận một ai đó. Trong cuộc đời có bao nhiêu bạn đã từng bị vậy chứ? Trong cuộc đời đã có từng, có bạn nào đã từng đi vay tiền mà không được, không được trong được? Thì các bạn có cảm thấy bực không? Cực. Các bạn quay lại cái dòng lịch sử các bạn, những cái lúc mà các bạn đi mượn tiền mà cái người đó không cho các bạn được, các bạn có bực không? Quá bực. Có khi là các bạn phải cảm thấy bực mình nhiều, hoặc là không bực mình thì ít ra cũng gọi là tủi, có chưa? Có cảm thấy tủi chưa? Có cảm thấy hận chính mình chưa? Tại sao mình lại nghèo thế? Tại sao cuộc đời mình lại nghèo như thế? Các bạn có khi là tự trách mình chưa? Và là một cái sai lầm đây trong người chúng ta, khi mà chúng ta gặp khó khăn, chúng ta đi nhờ sự giúp đỡ và không được thì chúng ta sẽ nảy sinh cái tiêu cực. Chúng ta sẽ nảy sinh cái tiêu cực. Ai cũng thế và mình cũng thế. Và mình đã từng sai lầm rất là nhiều trong quá khứ về tiền. Và mình có một cái tư duy rất là tiêu cực khi mà mình không được tiền. Ví dụ như mình tới nhà anh Tuấn, mình mời anh Tuấn, mình biết ông này có tiền, mình biết ông này có rất nhiều tiền, mình nói anh Tuấn có thể cho mình mượn được 20 triệu không? Mình biết chắc chắn trong cái chỗ này rất là nhiều, nhưng ông này nói không, anh này anh kè lắm, anh có tiền. Và bắt đầu mình cảm thấy tức là không được đáp nhận, tức là không được trân trọng, không được, nói chung là không được quan tâm. Nói chung là chúng ta có trở nên hơi bị thất vọng không? Có thể đồng tốn rất thân với người, nhưng mà một ngày nào đó mình mượn không cho mượn, thì lúc đó mình trở lên là mình ghét, mình không ghét. Và chúng ta hầu hết sẽ có một phát là cái hành động tiêu cực, đó là ok, không cho mượn không, biết mặt, tao sẽ đi kiếm thật nhiều tiền để cho mày biết thế nào là tiền. Các bạn có hiểu vào trạng thái đó chứ? Tao sẽ phải đi kiếm một việc gì đó để làm, để cho mày biết thế nào là tiền, tao sẽ kiếm gấp 10 lần như mày. Thì chúng ta đang phát ra cái mục tiêu tiêu cực. Tất cả những hành động như vậy là chúng ta đang gieo một hạt tiền tiêu cực, và chúng ta sẽ không bao giờ có tiền đâu. Hoặc là các bạn nào đã ở trong quá khứ của chúng ta, khi mà còn ở với gia đình chúng ta, các bạn xin tiền của bố mẹ mình và không cho, và các bạn nói có nhiều đó mà không cho, bỏ nhà đi, khi nào có nhiều tiền mới về. Các bạn nào có cái suy nghĩ đó, tức là bỏ nhà đi, khi nào con sẽ đi kiếm thật nhiều tiền, khi nào con thật nhiều tiền con mới quay về căn nhà này. Các bạn là có cái suy nghĩ đó chứ? Tức là chúng ta cũng phát cái mục tiêu là kiếm thật nhiều tiền, nhưng mà nó ở trong cái tiêu cực. Thì tất cả những cái tiêu cực đó nó sẽ thành mỏng cái cây. Cũng có thể chúng ta sẽ kiếm được tiền, nhưng mà nó sẽ bị mất hết. Khi mà chúng ta chưa gột rửa được những cái đau khổ, những cái bực tức đó, thì chúng ta sẽ bị mất hết tất cả. Chúng ta đang gieo vào đó một cái hạt tiền là hạt tiêu cực, cái đó sẽ bị lấy đi, chúng ta lấy đi hết. Thì các bạn có thấy con đó là những cái sai lầm của mình? Và các bạn có bao giờ cảm thấy chưa trân trọng cái đồng tiền của mình không? Khi mà chúng ta không trân trọng nó, bất cứ một cái tài sản gì thì nó sẽ ra đi. Các bạn có muốn nghe một cái sai lầm của mình liên quan tới tiền không? Có. Mình kể câu chuyện thật cho bạn nghe. Tết rồi, mùng một Tết, mình lái xe đưa vợ con của mình đi về quê, và mình gây ra một vụ tai nạn giao thông. Mình tông đổ cái cột điện, cái xe của mình đổ tung luôn. Vợ con của mình rất may mắn từ nhà không bị gì hết, nhưng xe của mình hư hết. Sau cái vụ đó thì mình về được cái ông sư phụ của mình dạy. Tức là trong đêm đó là chiếc xe của mình tàn nát luôn, xe mới mua luôn tàn nát. Thì ăn Tết xong mình tới, mình gặp tới người sư phụ của mình.
và mình ngồi trong nhà của ông. Và mình đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 chiếc xe siêu xe. Cái gara của ông nó chính là một công viên luôn. Tức là xung quanh ông là một công viên và gara 15 chiếc xe. Tất cả những chiếc xe của ông toàn trên 1 triệu đô một chiếc. Và nói mày nhìn dàn xe của tao kìa. Mày không thể nào phát hiện được trên cái xe của tao có một cái bụi ở trên đó. Bất cứ khi nào có một cái bụi đó thì tao phải mau cho nó sạch. Tao trân trọng và tao rất yêu chiếc xe của tao. Mày mở bất cứ một cái xe nào của tao đó, không bao giờ có cái mùi hôi trong đó. Và không bao giờ có cái bụi rác rơi ở trong xe của tao, mày ra kiểm tra luôn đi. Và tất cả cái xe của ông thật sự sạch. Và không bao giờ có mùi hôi. Và ông rất là trân trọng nó. Ông đi xuống thì ông bắt thằng tài xế, mày phải lau cái xe cho sạch. Chỉ cần đi một đoạn đường thì phải lau cho cái xe sạch. Và ông đang yêu cái xe của mình. Thì ông đang phát ra ngoài cái chỗ là vũ trụ ơi, tao rất là yêu những chiếc xe này. Và đó là lý do tao tới 15 chiếc xe của mình. Còn tất cả xe rất là xa. Còn tại sao mình, lúc đó mình có một chiếc xe mà mình bị mất? Thì ông nói, ông biết luôn, tức là ông là cái level rất cao rồi. Ông nói, mày lái xe không có bằng không? Sao biết hay? Mày lái xe sao không bằng? Sao biết hay đấy? Tại vì ông nghe một cao đã đọc được cái sóng. Bản thân ông là một tỷ phú ở người Mỹ. Ông đọc được tất cả suy nghĩ của từng người. Và tất cả những gì mình suy nghĩ ông đọc được. Ông nói một trong những cái việc mà không trân trọng chiếc xe, tức là không có bằng mà lái xe đó, đó là không trân trọng chiếc xe. Tức là mình đã lái xe mấy năm, gặp công an rút tờ 500 đi, gặp công an rút tờ 500 đi, và mình rất là ngang tàn, chưa bao giờ mình có bất cứ cái bằng cấp gì trong người mình, bằng lái xe máy mình còn không lấy, cả cuộc đời mình chưa bao giờ đi thi cái bằng lái xe máy, ngang tàn cấp độ như vậy, xe hơi mình lái bao nhiêu lần, hiểu là những cái gì mà không trân trọng thì sẽ bị lấy đi hết, và ngay lập tức mình phải đi thi bằng. Lúc này lúc đó mình có ý định là mình sẽ đi mua một cái bằng. Nhưng mà từ bây giờ phút đó mình nói ô em đi đăng ký học thi bằng. Và mình đăng ký trong cái trường và mình đi thi, mình đi học. Mình tôn học những ông thầy dạy xe, mình học đầy đủ. Sau khi mình thi bằng xong mình lại có một chiếc xe. Và tự nhiên mình lại có một chiếc xe khác. Thì ở đây là mình hãy yêu. Tức là đó là mình đang phát ra cái vũ trụ là tôi đang yêu chiếc xe, là tôi đang yêu tiền. Thì chúng ta phải làm sao cho chúng ta có một cái cảm xúc thật trong con người chúng ta luôn phát ra tôi yêu tiền và nhìn thấy tiền là phải thích. Thậm chí hàng ngày các bạn rèn luyện làm sao để các bạn một ngày bạn nhìn thấy nhiều mục tiêu càng tốt. Cái mục tiêu có thể dán trong phòng, dán trên phòng ăn, có thể là dán trong phòng làm việc để làm gì, để mình liên tục nhìn thấy cái mục tiêu đó để mình phát ra cái cảm xúc. Giống như khi mình nhìn thấy cái mục tiêu là căn nhà của mình đẹp quá và mình tưởng tượng mình nằm ở trong đó, trời sao mà mát thế, sao mà tuyệt vời thế, thì nó cái cảm xúc mình y như thật. Và đó là cách để mình có nhà, có xe, có nhiều thứ thông qua cái việc đặt mục tiêu của mình. Đó thì cái phần ở đây đó chính là cái phần mà chúng ta gieo tiền ở cấp độ tâm trí, tức là tiền nhiều gì, tức là chúng ta chỉ cần nghĩ thì chúng ta sẽ có năng lực. Còn nếu chúng ta không dám nghĩ thì không bao giờ chúng ta có năng lực để sở hữu. Các bạn có thể thấy một người trúng số, một cái người bình, người nghèo trúng số, họ trúng 3 tỷ. Các bạn có thấy rất là nhanh chóng để họ mất cái số tiền không? Tại sao? Tức là tự nhiên ở trên trời đất xung quanh tiền 3 tỷ. Ở trong con người họ chưa bao giờ họ đặt mục tiêu về tài chính để vận hành cái 3 tỷ đó. Tức là ở trong con người họ chưa có đủ năng lực để vận hành cái 3 tỷ đó. Thì khi mà có một cái 3 tỷ rớt bục xuống người họ, họ không thể nào quản trị được nó. Tại vì họ chưa bao giờ đặt mục tiêu, họ chưa bao giờ suy nghĩ về cái việc mà sử dụng 3 tỷ đó như thế nào. Cho nên chúng ta muốn có nhiều tiền thì chúng ta phải suy nghĩ về tiền rất là nhiều. Liên tục đặt mục tiêu trước mặt chúng ta hàng ngày, tất cả là tiền. Các bạn có thể thấy mình đang càng cho mình những cảm xúc vào cái buổi sáng hoặc buổi chiều khi mà điện thoại của mình kêu keng, tức là báo số dư đó, thì mình đều mở chuông cái điện thoại mình rất là lớn và mình rất là nghe cái tiếng âm điệu mà tin nhắn, cái tin nhắn mà cái máy iPhone nó nghe keng, nó giống cái từ catching, tức là tìm vào đó. Thì mình để cái chuông là keng, và cái giờ lúc 8 giờ sáng và 5 giờ chiều là cái giờ mà ngân hàng họ quyết toán những cái lệnh mà cà thẻ đó, thì bắt đầu nó nhắn cho mình những cái hồi chuông cái giống như chuông bán cà rem vậy. Đó thì mình lúc đó tự mình ngồi ôi trời tiền
tôi rất là yêu tiền, tôi rất là yêu tiền, tôi rất là thích tiền. Mình hãy đưa mình vào cái trạng thái có cảm xúc nó đang rất là thăng hoa, trời ơi, tiền nó vào, tiền nó vào. Đó thì mình đang phát ra cái năng lượng cho vũ trụ biết là tôi đang rất là yêu tiền, vũ trụ ơi hãy cho tôi nhiều hơn nữa, hãy cho tôi nhiều hơn nữa. Sau chuông dừng rồi kêu nữa đi, tức là thì chúng ta phải có một cái tâm chúng ta phải rất rất là yêu tiền. Thì chúng ta chỉ cần rèn luyện cái này trong thời gian dài thì chúng ta sẽ có năng lực để sở hữu nó. Đó, từ gieo tiền từ trong tâm trí. Bao nhiêu bạn thấy cái bài học này rất là tuyệt vời? Ôi. Ok, thật sự đó là như vậy. Đó là cái sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo không có mục tiêu và người giàu có rất là nhiều mục tiêu. Cho nên chúng ta hãy có mục tiêu càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải nghĩ lớn, chúng ta luôn nghĩ về tiền, luôn nghĩ về tiền, luôn yêu tiền. Chúng ta phải yêu nó thì nó mới có. Nếu chúng ta bây giờ về nhà thấy tờ 1.000 cũng yêu, tờ 500 cũng yêu, thấy tiền là yêu, thậm chí thấy cái người khác đến tìm cũng thích nó. Được không? Thích là thích cực nhé, đừng có thích cực, tức là nhìn thấy tiền là mình phải có cảm xúc. Tức là cứ khi mình nhìn thấy tiền mình phải phát ra cái cảm xúc là tôi yêu tiền, tôi rất là yêu tiền, tôi rất là yêu tiền, là phải có cái cảm xúc của nó. Và hàng ngày chúng ta phải học cái cách yêu tiền, yêu nhà, yêu xe, những cái gì là tài sản tôi yêu, thiết lập mục tiêu của chúng ta yêu. Được không? Được. Thì đó là cái công thức để chúng ta gieo truyền tiền ở trong tâm trí. Và chúng ta cần phải, sau khi chúng ta có, chúng ta cần phải đón nhận. Nếu chúng ta không đón nhận thì sẽ bị lấy đi hết. Chúng ta phải biết hơn, chúng ta phải đón nhận tất cả những điều đó để chúng ta có nhiều hơn. Đó, thì đấy mới là bước số 1. Còn bước số 2, tức là gieo tiền bằng hành động. Nãy chúng ta gieo tiền bằng tâm trí, thì bây giờ khi mà chúng ta đã có tiền rồi thì dùng cái bài học chương này mình chia sẻ trên Facebook, các bạn có thể thấy đó, mình nghiên cứu rất là sâu về tiền. Thì mình mới thấy rằng cái người mà Do Thái cổ đại á, cái người Do Thái cổ đại ấy, thì họ đã có một cái tư duy là khi mà họ kiếm được 10.000 thì họ sẽ trích ra 10%, tức là 1.000 thì họ đóng thuế để họ thể hiện sự biết ơn. Tại cái tư duy sau, tại sao đây có từ thank you. Thì sau này nếu các bạn có dịp mình sẽ phân tích cái từ thank you đó. Nếu mà chúng ta có cái lòng biết ơn thì trong con người chúng ta nó sẽ có rất là nhiều kim cương. Nếu mà trong con người chúng ta có sự biết ơn thì chúng ta có thêm được cái năng lượng rất là kinh khủng từ vũ trụ. Chúng ta đón nhận xong chúng ta phải biết ơn tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta đang ngồi ở trên chiếc xe thì chúng ta phải biết ơn chiếc xe, phải biết ơn vũ trụ. Chúng ta đang ngủ trong một căn nhà đẹp như thế, chúng ta cần phải biết ơn. Thì khi mà chúng ta có một cái tinh thần đi đâu chúng ta cũng biết ơn. Khi mà ăn cơm chúng ta phải biết ơn cái người nấu, biết ơn cả những người mà trồng lúa. Đó là bên Nhật Bản họ sẽ dạy chúng ta cái cách để khi mà chúng ta ăn cơm chúng ta phải biết ơn cái người trồng lúa. Khi ăn cơm chúng ta phải biết ơn cái người đang vo gạo để nấu cho chúng ta. Chúng ta phải biết ơn cái người mà đã bới cơm cho chúng ta. Tức là chúng ta phải biết ơn một cách rất là sâu sắc như vậy. Hoặc là khi mà chúng ta đi trên đường